15X Bình Dương xin chào anh Phong 61. Hello Phong 61, xin chào 15X. Dạ, thì hôm nay là em được sự trợ duyên của một vị khán giả giấu tên. Thì vẫn tiếp tục cúng cho chú một cái mâm cúng sáng nay 7 món. Nhưng mà hôm nay đặc biệt không có bông ha, không có hoa. Là do mấy hôm trước là mình mua hoa phong lan anh. Rất là bền. Cho nên là mình sẽ chưng tiếp tục ha, để mình tiết kiệm cái chi phí. Thì xin chào 15X nha. Dạ, dạ chào anh. Thôi giờ mình mang cho anh mang phụ em cái chai này nha. Bây giờ bật mí được chưa? Món rồi. Gì? Món này món gì bà xã? À bún măng ha, sáng nghe bún. Sáng nghe là bún mắm. Bún mắm, bún mắm luôn. Bún măng. Bún măng nhưng mà con chú mình chứ không phải là. Dạ, bún mắm. À là bún măng, bún măng. Ừ. Nói chung là cũng chai. À, cúng mặn là chỉ có bánh mì hamburger à. Trời ơi cái nước nó đen hôi luôn. Cái này là rằm già. Cái gì em? Cái này là rằm già. Rằm già là rằm gì? Là rằm Thượng Quân á. Thượng Quân là sao ta? Thượng Quân. Ủa là không Trung Hạ Quân, xin lỗi. Sao giống bên Phật giáo Hòa Hảo quá vậy anh? Ôi dạ, lên lấy cái khăn. Thấy lấy cái khăn này anh nè. Wow, con sạp bưởi thật là tươi nha. Sạp bưởi hôm qua mua ở bên khác. Bưởi là chân lâu nhất cho bà con. Chai này để làm lâu. Dạ. Đây. Bên đây chỗ nào cũng được. Chết rồi anh không nói. Con chú mà sao kẹp nát. Trời đất con. Chết rồi. À số 3 là 15 kể cái bàn này trái cái bữa 15. Rồi đó em kể cho anh nghe. Tại vì cái bàn này trái là cái đêm tối ngày 100. Rồi bữa có kể rồi mà nghe cái chữ gõ. Tối ngày 100 á thì ban ngày đó nó là rất là nhiều khán giả luôn. Đó. Rồi tiếp tục là mấy anh em ban đêm là về hết trơn rồi. Rồi có mấy vị khán giả là tới. Tới rồi mới đốt lên hai cái bàn này toàn là ngọn nến nến giấy á. Nến giấy. Tức là nến nhưng mà ở bên dưới là giấy, giấy hình bông sen. Là hai cái bàn luôn, đốt khắp hết luôn. Ôi ôi, sáng rực trời luôn. Sáng rực luôn. Chú Tiểu Hiêm vô quay đẹp lung lên luôn. Rồi tới sáng vô hả, cái bàn đang thui luôn. Rồi cái rạp nó cũng đang thui luôn. Rồi nó bốc khói lên hả? Bốc khói nó ám á. Ôi, đất ơi. Bây giờ anh Ngọc lấy thôi để em lấy cái tô. Em hỏi vụ mấy cái ly cho em. Trời ơi, cắt gì mút trong đó mỗi lần cúng sao lấy ra được. Lấy ra một cái mình cúng chú chứ. Đây là cái tô. Rồi nãy mình kể tới đâu ta? Trời tới mà nó cháy phùng lên cái đèn, nó đem cái đèn phui cái rạp luôn á. Đó. Anh thấy hoành tráng không? Quá hoành tráng luôn. Rồi thì lấy điện thoại ra ghi hình lại. Ở bên dưới lúc đó là nó có xài thảm nữa. Wow. Thảm nhân tạo anh. Cháy luôn. Cháy luôn. Nhiễu đàn cày xuống cháy đen luôn. Cháy luôn thảm luôn. Rồi rồi bà con chú nghe hết hồn không? Cháy luôn thảm luôn. Khủng khiếp.
Nhưng mà chuyện đó đã lâu rồi, nhưng mà con chú vừa kể lại thôi, chứ chuyện đó là... Chuyện đó là lúc 3 tháng 10 ngày á. À, 3 tháng 10 ngày. Ngày 100 không chịu. Dạ. Ngày 100. Vậy, cái gì? Kỷ niệm luôn nha bà con chú ha. Hả? Kỷ niệm luôn thì ngày đó là ngày thứ 99 phong số 1 vô ghi hình đó bà con chú ha. Là đó, ghi tới nay luôn á. Anh ghi ngày thứ mấy? Ngày thứ 99 á. Ngày thứ 99? À. Ủa, đáng lẽ ngày 100 anh phải biết chứ sao anh biết ta? À, cái ngày thứ 99 á thì phong số 1 là bị ông hàng xóm rủ vô. Bị hả? Bị hàng xóm rủ vô. Rủ vô. À, lúc đó là chưa ghi hình đúng không? Ông hàng xóm là béo hàng xóm hả? Bức xúc cái vụ mà lộn xộn á, cái đời drama đó. Cái gì? Bức xúc. Cái vụ gì? Cái lộn xộn của đời drama mà. À, lộn xộn đời drama. Thầy bà ông nói đợt này. Chắc ở đó vậy. Phong yên tâm đi, đợt này chú Phong ghi hình tôi nha. Tôi vô tôi chửi cái bà này, tôi gặp cái bà này tôi chửi nữa. Ờ, anh ghi hình lên luôn hả? Ờ, cái vô anh không dám nói. Kêu anh nói hoài, nó mà trong khi đó là cô chú đông lắm, có người nói ra nó vô rồi. Cũng có cảm hứng lắm mà nó cũng không nói luôn nha. Không nói luôn. Chuyện nói chuyện của người ta mà không dám nói. Cái gào thôi luôn. Gào thôi luôn. Là bữa đó là ngày 99 mà cô chú ha. Ngày 99. Qua thứ ngày 100 đi tiếp. Qua thứ ngày 101 đi tiếp. Mà mỗi một ngày con số 1 đi có một clip duy nhất thôi à. Đi có một clip. Ngắn ngủn à. À. Không biết ghi mấy đứng mấy nằm gì quên mất tiêu à. Nói chung bị hí vậy gửi lên chứ không biết là cái này gì. Biết có gì không? Có gì? Hồi đó đây trong lóc nhưng còn chú không có cây hoa quả chứ không có gì hết. Trong lóc nắng và gió thôi. Là anh vô ngày thứ 99. Còn em là biết vô ngày thứ mấy không? Ngày thứ nhất luôn. Không phải. Nói vậy là anh không có theo dõi em rồi. Ngày thứ mấy? Ngày thứ 19 20. Phải không? Em không biết ngày đó là ngày nào nhưng mà chắc chắn là ngày 19, 20, tại vì sang ngày sau là em nhớ là ngày thứ 21 à, vậy là ngày cúng thất thứ 3 à. Mà lúc đó vô ghi liên tục chưa? Dạ lúc đó vô ghi là ngày nào cũng vô luôn á. Vậy ngon quá rồi. Và khi mà em vô đây là vừa đi ghi hình vừa đi về bán tính tiền chú, tính tiền ha. Ủa sao nãy em ghé nhà mà không gặp anh ta? Rồi 70k đúng không? 70k này mua nhiều quá, Tết nay là có quà Tết đúng không? Thôi để đây đi. Rồi có đem tiền hỏi không? Đừng nói lấy đưa về 100.000 đúng không? Lấy về 100.000 đúng không? Thấy coi coi đó. Chuẩn bị sẵn có sẵn xong chưa em? Đựng xong hết chưa? Gì anh? Cái bữa ngày thứ 99 anh như là có khẩu trang đen gì nữa. Dạ bây giờ cái ngày đó là cô Dung vợ quận 6 lên á, cô cho khăn con tắm nhớ chạy số. Nghĩ sao đường xá xa xôi mà anh vô anh quay có một clip một anh không? Nhà đường xá xa xôi. Thì mình nói vậy cho anh vui thôi chứ ai không biết anh nhà gần đâu trời. Coi lòng em như tan nan. Ta nấu nhiệt lắm nhưng ta nói sao rồi không hết chuyện vô mộ gì trong đó có gì vậy? Bởi vậy không có. Mình đăng bên Facebook nữa thằng bà con của chú biết. Mới biết mới nói vậy, quan trọng không hèm đăng Facebook nữa. Mà đăng YouTube thẳng luôn. Hai. Ủa gì là không rồi cũng chưa đâu. Đợt sau này nhờ quay cái cô câu gì? Á hậu ba hoa hậu Kim Liên đó. Hoa hậu danh nhân á bà con chú. Lúc đó người ta mới biết không có món nhiều. Tự nhiên đang ghi hình để nhập ghé TT tới nhà tên TT, nhà công ty cũng tên là TT luôn. Công ty là nhà cô Bình Dương đó anh. Nhà cô Bình Dương hôm nay nằm con chú Bình Dương Bình Dương. Danh nhân là cô là cô nhà cô làm cái gì cho anh? Cô là buôn bán xe. Xe hai hả anh? Xe hơi, xe chỗ, tất cả các loại xe mà xe đã qua sử dụng nha mà con chú ha. Dạ. Cô có một cái
Vậy là xe hàng 99%. Áo dài cũng có hiệu, cũng ti ti luôn. Yeah. Đúng không anh? Hả? Xe hàng 99%. Không, hàng 50, 60, 70 gì, 99 còn còn cái. Về 50, 60. Chỉ có điện thoại mới 99 thôi. Là mình để giữa chứ bên đây không có bông. Chiếu này cái cúng quay tiếp nữa. Không sao đâu, mình cứ quay thoải mái đi anh, vlog mà. Nó đầy clip rồi, không đăng được mười mấy phút. Vlog mà anh để giữa anh Ngọc. Ý là để giữa hai tô á. Đó. Ngày nào mình cũng vậy mà. Mình cho các bạn. Còn sao không dọn lên bưng lên đi về rồi chứ để về kinh thì sợ nó lắc nè, lúc lơ nè. Thiệt không? Ừ thiệt, giờ nó đánh trước đi rồi để quay lên sao. Thôi lỡ đi, còn cái nữa, lỡ có rớt thì cũng rớt sáu cái là còn cái đúng không? Sao mà rớt được? Cho ba cái kinh nghiệm mà. Hả, xịt tí nữa. Rồi, rồi. Rồi, qua lên nào ơi. Qua lên miếng. Đó. Rồi, ok. Đi cô chú luôn, nằm bên đây luôn. Đó, bữa nay là lấy ly xịn sò. Ly miễn ha. Đó, thèm á, làm vậy là thèm. Đó, như vậy mới đúng cà phê sữa nè. Ờ, đã chưa? Thì còn gì nữa không ta? Ta cha cha vợ ơi. Hay quá. Giờ thiếu một cái ngọn đèn. Đó. Đúng là mình phải đầy đủ. Cái bình bông qua mình bể chưa? Không bể hả? Đâu cái này nào? Đâu có bể. Không, nó nấm lăn bể luôn á. Hai cổ. Nó chỉ nứt thôi. Còn bể nó tính. Sao tại nó nhẹ quá, nó không có đá sỏi, không có nước á. Đụng thôi nước. Chứ bình thường nó không rớt đâu, tại vì qua có chị nhiều nhiều. Chị lo á, rồi đi tới đi lui á. Ừ. Chứ bình thường dễ dầu lắm. Qua có cái cây của anh nữa không? Là qua cái cây anh dài chứ này chỉ. Hôm qua là rớt là cũng tính gì anh nhiều lắm á. Giờ anh hỏi thăm sức khỏe. Hiểu rồi ha. Hiểu rồi ha. Rồi. Xong. Bây giờ mình đi việc cúng. Đây là cái chỗ treo nón. Để lên đi. Ui, có xe 16 chỗ sớm nha. Xe 16 chỗ mình đi sớm nguy hiểm lắm á nha. Đâu có, bữa nay là không có gì nguy hiểm á, bữa nay là rằm. À rằm. Người ta đi chùa. Người à ta vậy đi hả? Thôi vậy cúng lẹ đi. Cúng nhanh lên, cúng nhanh lên. Sao anh bấm dừng anh chưa bấm quay kìa. Anh của anh kìa. Nhắc nhở anh á chứ để anh quên á. Bữa nay 27 ngày 15 đúng không? Không, ông bà nhiều khi người ta xài gì ngày dương nữa chi. Em làm dương em đọc hết. À, đã cho cái người nước ngoài nghe không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Quý Mão. Con là Nguyễn Nhân Tế, chùa kênh YouTube 15m Bình Dương, trình với các chư vị thổ thần, thổ mộ, đất đai, chiến sĩ nhân trạch và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Lộng, giỏi văn ngoan, pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại Khoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thay mặt cho một vị khán giả giấu tên gửi cúng cho chú Vũ Linh một cái mâm cúng chay gồm có là 7 tô bún măng, 7 ly cà phê sữa, 1 ly trà rồng nhỏ, trái cây. Thì con mời chú Vũ Linh cũng như là tất cả các chư vị, tất cả các hương linh về dùng.
mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho chú Vũ Linh sớm ẩn sanh về với cõi Phật, cũng như là phù hộ độ trì cho vị khán giả giấu tên cúng mâm cúng ngày hôm nay luôn được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi, bây giờ là xong rồi. Xong rồi review nè. Bây giờ là review. Bây giờ 15 nói là 7 đi cho quê và 7. Ê, xong ha mình để ý đó. Ha mình. Đây là 41 nghĩ là 7749 nha bà con. 7749. Đó. Cái hoa này hiện tiên làm vậy là hơi bị bền luôn á hiện tiên. Anh biết sao mà em lại có 3 lại không? Tại vì đủ rồi phải không? Hả? Đủ rồi phải không? Không phải đủ, tại vì người ta nói thường là người mắc là mình lại 4 lại. Ừ. Mình lại Phật mình lại 3 lại. Ừ. Mà em nghĩ thôi chú chắc giờ chú về Phật rồi. À, thôi mình lại cho chú 3 lại. Ừ. Với lại khi mà mình giái á. Ừ. Thường là em giái là cầu cho chú giảng sanh gì với cõi Phật đúng không? Ừ. Nhưng mà mình cầu là mình cầu khi mà mình mời các chư vị ở đây nè. Ừ. Mình mời các hương linh nè. Ừ. Thì mình cầu cho những người đó sau khi họ dùng xong á, họ sẽ phù hộ cho chú. Ừ. Về với cõi Phật. Đó hình như là khán giả đến viếng ha. Trời ơi kìa. Năm lớn mà. Rồi ơi. Dạ, có mấy anh em con à cô ơi. À, đến đây là sự cúng kiến của 15 mét đã kết thúc. Cô ngại quá ha. Thôi nếu cô ngại thì đến đây 15 bếp Bình Dương cũng xin phép khép lại cái video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị ha, đã xem video. Thì sáng nay là 15 bếp cũng thay mặt cho một vị khán giả giấu tên cúng một cái mâm cúng chay cho chú. Đây là mâm cúng là bún bún măng bún măng chay ha, 7 ly cà phê sữa với là quýt. Đó, bưởi thì mình mua hôm qua còn. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép khép lại cái video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.